tử vi thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tử vi cung bạch dương xem bói tử vi thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo nói rằng bạch dương trở nên thuận lợi và may mắn trong ngày này. Nhưng bạn không nên vì thấy những người xung quanh thành công mà nóng lòng hoặc là bất cẩn để đưa ra bất cứ quyết định nào đó quan trọng. Về mặt tình cảm ngày thì có vẻ như tròm sao này lại quá si tình và đắm chìm trong mối quan hệ thất bại. Khi gặp người mới bạn luôn luôn có sự so sánh sẽ khiến cho mối quan hệ này khó bắt đầu được. Bạch Dương đang trở nên căng thẳng khiến tròm sao này mất cân bằng cuộc sống, do đó mà tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn cần biết quan tâm, giữ gìn sức khỏe và yêu chính mình nhiều hơn. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 33 và 56. 2. Tử vi cung Kim Ngưu Tử vi ngày 29 tháng 6 năm 2022 cho biết Kim Ngưu có một ngày rất thuận lợi và suôn sẻ trong công việc khi mọi việc đều được diễn ra theo như kế hoạch. Do đó bạn không nên quá lo lắng quá nhiều về các dự án hoặc là các quyết định lớn nào đấy trong công việc cả. Trong phương diện tình yêu, Kim Ngưu cần phải biết chấp nhận hiện tại chứ không nên cứ đứng núi này trông núi nọ đâu nhé và đòi hỏi nhiều vào đối phương có như vậy thì tình cảm của bạn mới được bền chặt và lâu dài nhé trong ngày hôm nay lời khuyên cho bạn không nên chi tiêu quá phung phí bởi vì những thứ đẹp đẽ trước mắt mà lại không mang tới tác dụng lâu dài tâm trạng không tốt cũng là nguồn căn cho sự chi tiêu kiểm soát đấy nhé con số may mắn của Kim Ngưu ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 31 và 89. 3. Tử Vi cung Song Tử Song Tử có ngày thứ tư nhiều áp lực đè nén trong phương diện công việc. Nhưng không vì thế mà bạn lại chán nản, bởi vì ngày hôm nay Song Tử đã làm rất tốt rồi bạn rất tập trung và chăm chỉ trong công việc dù cho đồng nghiệp dù có bàn tán nói chuyện ra sao đi nữa trong phương diện tình cảm bạn đang gặp phải những chuyện không vui chút nào có vẻ như mối quan hệ này của bạn đang ngày càng trở nên nhạt nhẽo và thiếu gia vị hơn nhiều so với thời gian trước đây hãy chú ý hơn nữa nếu không sự đổ vỡ sẽ xảy ra đấy nhé bạn cần chú ý và tăng cường luyện tập sức khỏe nhiều hơn đấy nhé, nhất là trong thời điểm dịch bệnh bất ổn như hiện nay. Có thể thấy được cân nặng và sức đề kháng của Song Tử đang còn kém. Do đó, hãy chăm sóc bản thân chu đáo hơn đấy nhé. Con số may mắn của Song Tử ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 12 và 66. 4. Tử vi cung cự giải bói tử vi trực tuyến 12 cung hoàng đạo cự giải đang trên đà đi xuống bởi vì sự kiêu căng và ngạo mạn của chính bạn. Sự thành công khi trước sẽ không còn ở hiện tại. Và bạn nên tăng tốc hơn nữa thì mới đạt được mục tiêu đã định trước đó của mình nhé. Người mà cự giải thầm thương cũng yêu bạn và có ý định bày tỏ. Trước tới nay người ấy luôn ngại ngùng và không biết thổ lộ hoặc là thể hiện tình cảm với bạn ra sao hãy cho đối phương có cơ hội để nói ra tình cảm của mình nhé. Lời khuyên cho chòm sao này nên luyện thể dục và ăn uống một cách điều độ theo đúng đồng hồ sinh học như vậy thì sức đề kháng của bạn mới có thể tốt hơn được. Điều đó rất quan trọng và cần thiết. Nó giúp bạn có thể đẩy lùi bệnh tật đấy nhé. Con số may mắn của cự giải ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 05 và 89. Nam, Tử Vi cung sư tử sư tử là người biết cư xử sao cho ổn thỏa nhất trong mọi trường hợp, dù là trong công việc khó khăn nhất. Và điều đó được sẽ thể hiện rõ nhất trong ngày hôm nay. Khi tròm sau này sẽ phải gỡ rối rất nhiều từ sự tắc trách của những người nhân viên. Vì sự tinh tế trong tình cảm của mình, bạn khiến cho chính người ấy có sự ngạc nhiên lớn khi chòm sao này để ý thấy đối phương đang cảm thấy muộn phiền về điều gì đó thì bạn sẽ nhanh chóng chia sẻ mang đến nụ cười trên môi đối phương tài chính trong ngày hôm nay của chòm sao này đủ để bạn thoải mái chi tiêu mua sắm theo ý thích mình tuy nhiên bạn cũng không vì thế mà sa đà vào mua sắm online đấy nhé có thể sư tử còn không thể nhớ nổi bản thân đã đặt mua những gì đâu đấy nhé con số may mắn của sư tử ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 44 và 66. 6. Tử vi cung sử nữ sử nữ trong ngày hôm nay có một ngày làm việc không được năng suất cho lắm bởi sự căng thẳng và mệt mỏi trong công việc. Chòm sao này không muốn có bất cứ một cuộc hẹn nào trong ngày này. Chắc hẳn điều cần nhất với bạn bây giờ là được thư giãn và nghỉ ngơi đấy nhé sử nữ đang cảm thấy rất khổ tâm khi người yêu của bản thân đang đau khổ và buồn bã mà mình lại không thể làm gì nhưng bạn cũng nên biết rằng sẽ có nỗi niềm và cảm xúc mà nửa kia mong muốn giữ riêng trong lòng mà không mong muốn chia sẻ ra mặc dù vấn đề công việc rất quan trọng tuy nhiên sức khỏe vẫn cần phải giữ gìn và chăm sóc đấy nhé Sử nữ cần nhớ rằng không nên quá vùi đầu vào chuyện công việc sẽ khiến cho mình bị kiệt quệ và suy sụp đấy nhé. Con số may mắn của sử nữ ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 69 và 98. 7 Tử vi cung thiên bình tử vi ngày 29 tháng 6 năm 2022 của 12 chòm sao nói rằng thiên bình không được hoàn hảo tuy nhiên cũng không vì thế vậy mà bạn lấy đó làm lý do đổi tội cho lỗi lầm gây ra. Bạn cần làm việc cẩn thận vì sếp bắt đầu chú ý và soi xét công việc của bạn hơn rồi đó nhé. Hôm nay chòm sao này có một ngày rất trông tranh với cảm xúc khó nói rõ ràng là tình cảm mà bạn dành cho đối phương rất lớn lao và mong muốn có cơ hội để bày tỏ nhưng bạn lại lo lắng và sợ hãi rằng họ từ chối bạn lời khuyên cho thiên bình nên chi tiêu một cách hợp lý nếu không thì bạn sẽ vay mượn khắp nơi cho mà xem đã không làm ăn được tốt thì bạn cũng không nên phá bằng hết chuyện này đến chuyện khác đấy nhé con số may mắn của Thiên Bình ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 11 và 35. Tám, tử vi cung bọ cạp bọ cạp vào ngày hôm nay sẽ hoàn thành mọi công việc một cách sớm nhất có thể nên bạn cũng cần có một khoảng thời gian thư giãn nhé tuy nhiên mọi việc có vẻ không dễ dàng chút nào khi công việc đột ngột đến làm cho chòm sao này lúng túng và mất thêm thời gian giải quyết việc bọ cạp thể hiện tình cảm của mình thì bạn không có gì là sai tuy nhiên bạn cũng hãy thật khéo léo để có thể tránh cho người ấy khỏi bị sót đấy nhé đôi lúc bạn không phải cứ nhiệt tình là sẽ được đáp trả và có được hiệu quả tích cực đâu sức khỏe của bạn luôn phải được đặt lên hàng đầu để có thể đảm bảo cơ thể khỏe mạnh bọ cạp không nên nghĩ rằng cố thêm chút nữa cũng không sao, bởi vì như vậy sức khỏe của bạn sẽ càng hao mòn và đi xuống hơn đấy nhé. Con số may mắn của bọ cạp ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 50 và 99. Chín tử vi cung nhân mã nhân mã trở lại với guồng quay chóng mặt trong phương diện công việc và hoàn thành mọi việc còn đang giang dở chòm sao này được đồng nghiệp đánh giá là một người thân thiện cởi mở và vui tính đôi khi bạn còn rất thật thà khiến cho người khác tin tưởng cơ hội tình cảm của nhân mã với đối phương đang rất lớn bạn nên bình tĩnh và tự tin để có thể thổ lộ tình cảm hạnh phúc của mình nhé bạn không nên vì xung quanh họ có quá nhiều người theo đuổi mà nản trí, hoặc suy nghĩ mình không xứng đáng đấy nhé. Tuy số tiền trong ví của bạn ngày hôm nay kiếm được không nhiều cho lắm do tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thu nhập của chòm sao này. Tuy nhiên bạn chỉ cần khéo léo trong chi tiêu là được. Con số may mắn của nhân mã ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 40 và 89. 10. Tử vi cung ma kết tử vi hàng ngày 12 tròm sao nói rằng ma kết có ngày làm việc hết sức hiệu quả và rất năng suất, do đó bạn hãy tự thưởng cho mình một thứ gì đó. Nó không những mang đến niềm vui mà còn là động lực giúp cho bạn trở nên yêu đời hơn nhé. Ma kết đang cảm thấy phân vân trong phương diện tình cảm muốn có một mối quan hệ tình cảm thật sự nghiêm túc và lâu dài tuy nhiên tròm sao này lại ngập ngừng không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Với sự nỗ lực và cố gắng của tròm sao này sẽ khiến cho thu nhập trong ngày của bạn không quá là tệ. Tuy nhiên khi nghĩ đến làm gì để có thu nhập cao hơn thì tròm sao này vẫn còn mơ hồ và trống rỗng. Con số may mắn của market ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 12 và 32. 11, tử vi cung Bảo Bình Bảo Bình có một ngày thứ tư bộn bề và lo toan. Trong đầu cả ngày cứ quẩn quanh với công việc của bản thân mà thôi. Chòm sao này là người làm việc rất có trách nhiệm nên trong bất kỳ một công việc nào đó mà chưa hoàn thành, bạn sẽ cảm thấy không yên tâm. Bạn không nên so sánh mình với người khác. Và cũng đừng cố chấp yêu cầu đối phương phải sống theo khuôn mẫu. Cung hoàng đạo này tự tay phá hoại tình cảm vốn đang tốt đẹp của mình vì các yêu cầu lãng xẹt. Hãy quan tâm và yêu thương đến bản thân mình hơn, đừng nghĩ rằng tuổi trẻ có thể chiến thắng mọi dịch bệnh. Lời khuyên cho Bảo Bình ngoài giờ làm việc nên chăm chỉ tập thể dục thể thao sẽ tốt hơn cho tình trạng sức khỏe. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 20 và 88. 12, Tử Vi cung Song Ngư Tử Vi phương Tây 12 cung Hoàng đạo dự báo Song Ngư là người có tướng vận đào hoa, vì vậy bạn đôi lúc còn đang lơ là trong chuyện công việc nhưng chòm sao này cũng tự nhắc nhở bản thân tập trung hơn và không để cho vấn đề tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình chính sự chân thành của song ngư dành cho đối phương thì rốt cuộc người đó cũng gật đầu đồng ý và chấp nhận bạn sẽ nhận được sự hạnh phúc và vui mừng tràn ngập trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay số tiền mà chòm sao này có được khiến cho bạn cứ mãi vui cười mà thôi đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những sự nỗ lực và cố gắng mà bản thân bạn đã bỏ ra. Con số may mắn của song ngư ngày 29 tháng 6 năm 2022 là 02 và 42.